Xin chào các bạn, chúng tôi là OneCAD, nhà cung cấp giải pháp Autodesk hàng đầu tại Việt Nam. Với Inventor CAM được tích hợp bên trong phần mềm Inventor cũng như là bộ phần mềm Road Design and Manufacturing, Autodesk cung cấp cho bạn một giải pháp gia công CNC cho cả phay và tiện. Về phay thì Inventor CAM hỗ trợ cho các tính năng là 2.5 chục, 3 chục, 3+2, 4 chục và 5 chục đồng thời. Bên cạnh đó, các tính năng lập trình tiện cũng có đầy đủ các tính năng để bạn có thể làm việc trên cùng một nền tảng mà không cần phải chuyển đổi giữa các phần mềm CAM với nhau. Để lập trình cho cái phần cắt plasma hay là tia nước cho các máy cắt kim loại tấm thì Inventor CAM cũng có hỗ trợ các lệnh đó. Ngoài ra, Inventor CAM có thể cập nhật các điều chỉnh của file 3D ở bên phần mềm Inventor, và các thay đổi về vị trí kích thước độ sâu của các đối tượng sẽ được Inventor CAM cập nhật mà bạn không cần phải chọn lại đối tượng hay là phải định nghĩa lại độ sâu một lần nữa, mà phần mềm sẽ tự động cập nhật và áp dụng những chiến thuật chạy giao mà bạn đã được cài đặt trước đó. Sâu hơn nữa trong Inventor thì chúng ta có tính năng Anycat. Thì Anycat là lợi cho cả Inventor và Inventor CAM tại vì nó có thể đọc được hầu hết các định dạng 3D đang thông dụng trên thị trường. Ngoài ra, với Inventor, bạn còn có thể sử dụng Anycat để đọc các định dạng hoặc bộ lắp mà để phối hợp nhiều phòng ban với nhau hoặc là nhiều phần mềm với nhau. Các điều chỉnh trên các phần mềm đó ảnh hưởng tới cái bộ lắp đó, thì Inventor CAM đều có thể nhận biết, giúp bạn quan sát, sử dụng và chỉnh sửa. Để bắt đầu làm việc với phần mềm Inventor CAM thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái bước để mà thiết lập ban đầu cho phần mềm, và mời các bạn cùng theo dõi. Để bắt đầu làm việc phần mềm Inventor, chúng ta cần tạo phôi và góc tọa độ. Phôi của chi tiết sẽ được dựa vào kích thước của cái model mà mình vẽ và mình có thể điều chỉnh theo ý. Thay vì sử dụng góc tọa độ G54, mình hoàn toàn có thể chỉnh ô offset này để chọn góc tọa độ khác, ví dụ như G58. Khi gia công, mình chỉ chọn cái chiến lược chạy dao và sau đó mình chọn loại dao. Thì thư viện của Inventor CAM có đầy đủ các loại dao cũng như là holder và theo chuẩn hệ in cũng như hệ mét. Khi ta chọn được dao thì các thông số cắt sẽ đi theo dao, ví dụ như tốc độ vòng quay, tốc độ tiến dao và tốc độ cắt. Hoặc là mình có thể chọn vào phần edit và chỉnh lại những cái thông số này, sau đó save lại theo ý mình. Tiếp theo là chọn mặt cần chạy. Thì để chạy 3+2 chục thì mình chọn lại cái mặt mà theo phương Z, và phần mềm sẽ tự động định nghĩa được cái phương Z là phương vuông góc với mặt mà mình chọn để thực hiện cái lệnh phá mặt này. Ở đây cái diện tích nó nhỏ, mình chỉ cần một đường dao thôi thì mình hoàn toàn có thể chọn lại, và đây là đường dao hoàn thiện. Sau đó mình sẽ có thể mô phỏng đường chạy dao và xuất code. Board processor của Inventor CAM có rất nhiều loại và phù hợp với mọi loại máy. Mình chỉ việc chọn cái loại máy theo đúng như dưới xưởng và sau đó xuất chương trình ra. Ngoài ra, phần mềm Autodesk HSM Editor còn giúp bạn kiểm tra code. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ.